Từ tiểu thư Hà Thành tới phát thanh viên chuyên nghiệp. Thu Hương là bí danh của bà Trịnh Thị Ngọ, sinh năm 1931, mất năm 2016, sử dụng trong suốt thời gian thực hiện chương trình phát thanh tuyên truyền phản chiến mang tên Câu chuyện nhỏ nói với binh sĩ Mỹ từ Hà Nội. Nữ phát thanh viên này đã chọn cái tên Thu Hương nhằm giúp cho những thính giả ngoại quốc của bà có thể dễ nhớ hơn. Xong, binh lính Mỹ lại thích chơi chữ, đã chuyển thành nhau cái tên Hà Nội Hana. Hành trình từ một tiểu thư đại các Hà Thành tới một phát thanh viên chuyên nghiệp khi ấy của bà Trịnh Thị Ngọ thực sự tình cờ. Bà sinh ra trong một gia đình tư sản giàu có cha là Trịnh Đính Kính, người được mệnh danh là ông Hoàng Thủy Tinh của Đông Dương. Điều kiện gia đình đã cho phép tiểu thư họ Trịnh được học tại các trường ở Pháp cho tới bậc đại học, rồi tiếp tục học 3 năm tiếng Anh với một bà giáo người bản xứ. Sau khi xem những tác phẩm điện ảnh Hollywood được phụ đề tiếng Pháp, bà đã quyết tâm trau dồi tiếng Anh để có thể tự hiểu được lời thoại của các nhân vật. Thế rồi, khi Hà Nội được giải phóng, Trịnh Thị Ngọ gia nhập Đài Tiếng Nói Việt Nam với tư cách là một phát thanh viên đọc bản tin tiếng Anh. Tiếng Anh giỏi giúp Trịnh Thị Ngọ có được một khởi đầu thuận lợi với việc phụ trách các chương trình phát thanh đối ngoại. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng mình đã phát triển rất nhiều nhờ vào sự huấn luyện của các chuyên gia do đài mời về. Thời đó, nói được tiếng Anh lưu loát đã là hiếm có, nhưng nữ phát thanh viên còn phải học hỏi để thể hiện giọng nói phù hợp cho những loại nội dung khác nhau như là tin tức, câu chuyện, bình luận. Bước ngoặt lớn nhất đối với sự nghiệp của bà là khi Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Cục Địch Vận thực hiện một chương trình phát thanh riêng dành cho binh lính Mỹ tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Đó là thời điểm mà cái tên Thu Hương, Hà Nội Hana trở nên nổi tiếng. Thậm chí đài phát thanh Hoa Kỳ đã ngay lập tức thông tin về nữ phát thanh Việt Nam có chất giọng ngọt ngào đang cố gắng ru ngủ binh sĩ Mỹ sau chương trình phát sóng đầu tiên của bà. Hà Nội Hana, ám ảnh đầy lôi cuốn. Vào những giai đoạn cao trào của cuộc chiến, Thu Hương thực hiện 3 chương trình 30 phút mỗi ngày vào 3 khung giờ khác nhau, nhắm vào khoảng thời gian binh lính Mỹ vừa từ chiến trường khốc liệt trở về. Nội dung của các buổi phát thanh thường liên quan tới những con số thương vong hay là danh sách bị bắt của lính Mỹ, khẳng định rằng sự can thiệp của Hoa Kỳ ở Việt Nam là không chính đáng và là trái đạo đức. Những thông tin về các cuộc chính quyền đàn áp người da đen tại quê nhà. Chính quyền Mỹ đã bỏ quên các anh, tại sao các anh lại ở đây trong khi các anh có những vấn đề của mình tại chính nơi chôn gió cắt rốn? Một điều đặc biệt là những tin tức được tổng hợp trong bản tin này được lấy từ chính những báo nước ngoài và báo của quân đội Mỹ. Chào các chàng lính Mỹ vô danh, tôi thấy có vẻ như hầu hết các anh được cung cấp rất ít thông tin về diễn biến của cuộc chiến, lại càng không được một lời giải thích đúng đắn về sự hiện diện của các anh ở đây. Không có gì mơ hồ bằng việc được lệnh dấn thân vào một cuộc chiến để bị chết hoặc bị thương tật cả đời mà không có lấy một ý niệm mờ nhạt nhất về chuyện gì đang xảy ra. Dù là những chương trình phát thanh địch vận, song Hà Nội Hana không hề tỏ ra gay gắt hay là kết tội các binh lính Mỹ. Với giọng đọc thỏ thẻ, oanh vàng trò chuyện hàng đêm, Hana còn giới thiệu những bài hát Mỹ chống chiến tranh trong nội dung phát sóng để làm dậy lên nỗi nhớ nhà trong lòng các chàng trai trẻ. Những người lính Mỹ tha thiết một niềm khao khát được sống khi nghe những bài hát của Hana, mà rất nhiều trong số đó bị cấm trong quân ngũ. Đôi khi, Hana còn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới một người lính Mỹ nào đó. Một cựu binh đã kể rằng có lần Hana đã gửi lời chúc sinh nhật tới đồng đội 22 tuổi của ông. Nhưng thật không may, anh ta đã thiệt mạng vì mìn vài ngày trước đó. Nghe lời chúc mừng sinh nhật được gửi tới người đồng đội đã qua cố từ một người phụ nữ ở phía bên kia chiến tuyến, quả thực là một trải nghiệm dựng tóc gáy. Thế là những người lính Mỹ đã âm thầm mang suy nghĩ né tránh những cái chết vô ích trong chiến trường. Họ muốn sống để được nghe lời chúc mừng sinh nhật của Hana. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, người từng là phi công xuất sắc của Hải quân Mỹ, đã bị giam giữ tại hỏa lò từ năm 1967
đến năm 1972. Sau này đã thừa nhận với báo chí Mỹ rằng ông và các đồng đội đã thường xuyên nghe chương trình phát thanh của Hà Nội Hanna trong suốt thời gian tham chiến tại Việt Nam. Nhiều binh lính ở miền Nam Việt Nam khi đó, thay vì nghe chương trình phát thanh chính thống, thì lại tin tưởng nhiều hơn vào những nội dung mà giọng đọc tiếng Anh mềm như lụa của Hanna cung cấp. Tờ New York Times cùng rất nhiều báo chí lớn của Mỹ còn ca ngợi Hà Nội Hanna là giọng nói ma mị ám ảnh nhất thế kỷ 21. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình C-SPAN của Mỹ thực hiện vào năm 1992, khi được hỏi rằng liệu Bắc Việt có thực sự biết được phản ứng của binh lính Mỹ khi đó hay không, Trịnh Thị Ngọ đã cho rằng thực ra khi đó rất khó để biết được phản hồi. Nhưng chương trình của chúng tôi có một mục tiêu và chúng tôi tin tưởng vào điều đó để tiếp tục duy trì nó. Có lẽ bà và những cộng sự đã không thể ngờ rằng sự tác động to lớn của chương trình này tới tâm lý của những người lính Mỹ tham chiến lúc đó. Trên thực tế, chương trình của Hà Nội Hanna không phải là chương trình đầu tiên kiểu này mà binh lính Mỹ biết tới. Trong Thế chiến thứ hai, họ cũng đã có những trải nghiệm tương tự với một người phụ nữ được gọi là Tokyo Rose từ Nhật Bản. Thế nhưng có lẽ Hà Nội Hanna mới là người thực sự mang một sức hút không thể chối cãi với tất cả binh lính Mỹ từng nghe chương trình của bà, với chất giọng vừa ám ảnh, vừa ngọt ngào. Phía sau một chất giọng. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, người đã từng tiếp xúc với nhiều cựu binh Mỹ, cho biết có những người trong số họ khao khát được gặp Thu Hương, Hà Nội Hanna sau chiến tranh, chỉ để nghe và tận mắt chứng kiến người phụ nữ vô cùng đặc biệt này ngoài đời thực. Sau ngày đất nước thống nhất, nữ phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ chuyển vào Nam cùng gia đình và công tác tại Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cho tới khi nghỉ hưu vào năm 1987. Người phụ nữ nhỏ nhắn, kiên định và quyến rũ đã trả lời báo nước ngoài rằng mục đích của bà khi làm chương trình phát thanh tâm huyết đến vậy thiên về lòng yêu nước hơn là lý do chính trị. Tôi chỉ muốn nói về những truyền thống của Việt Nam làm nguôi đi sự giận dữ của cuộc chiến để khiến họ cảm thấy muốn từ bỏ vũ khí. Tháng 9 năm 2016, Hà Nội Hanna Trịnh Thị Ngọ qua đời. Câu chuyện của bà đã xuất hiện ở rất nhiều báo chí trong và ngoài nước. Nhưng trên hết, bà đã để lại một di sản cho những người ở cả hai chiến tuyến. Và bây giờ, bạn có thể nghe Hà Nội Hanna. How are you, G.I. Joe? It seems to me that most of you are poorly informed about the going of the war, to say nothing about a correct explanation of your presence over here. Nothing is more confused than to be ordered into a war to die or to be maimed for life without the faintest idea of what's going on. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.